ở đây chắc hẳn là sẽ còn có nhiều bạn chưa biết ở Đà Lạt còn có tàu lửa nữa đúng không? Đây là tàu chỉ chạy trong thành phố thôi nhưng mà lại rất là thơ mộng. Nên những bạn nào mà yêu thích ngắm cảnh Đà Lạt về đêm thì rất là nên thử một lần nha. Và đây là một trong những combo tour của Happy Day, bao gồm cả trải nghiệm đi tàu ngắm cảnh và được ăn tối trong không gian hoàng hôn ở xóm lèo, còn được thưởng thức những bản nhạc du dương trên tàu nữa. Mà chỉ vỏn vẹn từ 450k thì quá là hời rồi. Tour sẽ bắt đầu vào 4:30 và các bạn thì nhớ tập trung ở ga Đà Lạt. Xe điện sẽ đưa các bạn đi tới cà phê Lời của Gió ở xóm lèo. Xe đưa đi thì rất là êm mà thời tiết dạo này thì còn mát mẻ nữa nên là mọi người nhớ tranh thủ tận hưởng nha. Tới nơi thì vừa đúng lúc hoàng hôn xuống luôn, rất là đẹp. Này mà không lo chụp hình là hơi bị phí á. Sau đó thì các bạn sẽ được thưởng thức bữa tối với các món ăn đặc trưng. Cho tới 7 giờ thì các bạn sẽ được xe điện đưa đón đến ga Trại Mát. Và bây giờ chính là phần đặc biệt nhất của tour, đó chính là trải nghiệm chuyến tàu đêm về lại ga Đà Lạt. Bên ngoài tàu thì được trang trí đèn rất là sáng nên là các bạn có thể tranh thủ chụp hình check-in trước khi tàu xuất phát nha. Mỗi người thì đã được sắp xếp một chỗ ngồi riêng và còn được tặng thêm một cái bánh để ăn nhẹ nữa. Và thời gian còn lại thì các bạn có thể thưởng thức những ca khúc về Đà Lạt xưa. Cho tới khi tàu về lại ga Đà Lạt thì tour sẽ kết thúc tại đây. Và đây chính là lịch trình chi tiết dành cho tour Đà Lạt hoàng hôn của Happy Day Travel. Chúc các bạn có một trải nghiệm thật tốt nha!